xin chào tất cả các con. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong video review tiếp theo của Unit 3. This is Tony. Are you ready? Yeah, let's go. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục ôn tập bài số 3 nhé. Unit 3. This is Tony. Vậy thì trong unit này chúng ta cần phải lưu ý những kiến thức gì? Tất cả các con chúng ta hãy cùng chú ý vào đây. Chúng ta sẽ có ba phần chính phải chú ý. Phần đầu tiên đó là chúng ta muốn giới thiệu một ai đó hay là một vật nào đó thì chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc nào? Chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc this is cộng với tên người hoặc tên vật được giới thiệu. This is là ở đây là đại từ chỉ định và nó có nghĩa là này, cái này hoặc là đây. Ở trên nào chúng ta sẽ có ví dụ. This is Chan. Đây là Chan. This is his car. Đây là xe hơi của anh ấy. Ok. Và this là dùng để chỉ vật hoặc là người ở gần người nói hơn. Ví dụ như this is a book. Đây là quyển sách. Thì tức là quyển sách này nó đang ở rất là gần mình, rất là gần người nói, đúng không nào? Thì ngoài cái đại từ chỉ định là this thì chúng ta còn có đại từ chỉ định là that. Và đại từ chỉ định là that này nó hoàn toàn trái ngược với đại từ chỉ định là this. Đối với this là đại từ chỉ định một người, một vật ở gần, nhưng that lại là đại từ chỉ định dùng chỉ một người, một vật hoặc ở xa người nói hơn. Được thế nào? Chúng ta sẽ có ví dụ. That is a cat. Kia hoặc là đó là một con mèo. Được chưa nào? Thì ở đây chúng ta là đây là một quyển sách. Thì đây tức là đang ở gần và đó hoặc kia là đang ở xa hơn, đúng không nào? Tiếp tục ở phần 2, để xác định người nào đó hoặc tên một người nào đó thì chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc is this hoặc that cộng với tên mà người mà chúng ta muốn xác định. Và câu trả lời ở đây chúng ta sẽ có là yes it is hoặc no it isn't. Ok. Chúng ta sẽ cùng nhìn vào ví dụ nào. Is this Trang? Đây là Trang phải không? Yes it is. Đúng vậy. Is that Thảo? Đó là Thảo à? No it is not. It's Mai. Không phải. Đó là Mai. Được chưa nào? Và phần thứ ba đó là một phần vô cùng quan trọng mà chúng ta cần phải chú ý. Đó là phần đại động từ to be đi với đại từ nhân xưng. Thì chúng ta có 7 đại từ nhân xưng, đó là I, you, we, they, he, she và it, đúng là chủ ngữ. Thì 7 đại từ nhân xưng này sẽ đi với các động từ to be là gì? Vậy thì động từ to be ở hiện tại thì chúng ta sẽ có 3 động từ to be, đó là am, are và is. Vậy thì nó sẽ đi với các chủ ngữ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Chủ ngữ I chúng ta sẽ đại từ nhân xưng là I, chúng ta sẽ đi với động từ to be là am. Chúng ta sẽ có I am và viết tắt là am. Đại từ nhân xưng you đi với động từ to be là are, chúng ta sẽ có you are và viết tắt là you are. Và đại từ nhân xưng we đi với động từ to be là are, chúng ta sẽ có we are, we are. Đại từ nhân xưng they đi với động từ to be là are, chúng ta sẽ có they are, viết tắt là they are. Đại từ nhân xưng he đi với động từ to be là is, he is. Chúng ta sẽ có cách viết tắt là his. Và đại từ nhân xưng she đi với động từ to be là is, chúng ta sẽ có she is và viết tắt là she's. Và đại từ nhân xưng là it sẽ đi với is, chúng ta sẽ có it is và viết tắt là it's. Ok. Vậy thì các bạn hiểu nôm na, hiểu một cách nhanh là I chơi với em, you, we, they chơi với động từ to be là are và he, she, it chơi với động từ to be là is. Đấy thế nào, chúng ta sẽ có ví dụ dùng đại từ nhân xưng she và đi với động từ to be is. She is my friend. Cô ấy là bạn của mình. Được chưa nào? Vậy thì ở unit 3, this is Tony, chúng ta cần phải lưu ý cho cô cách sử dụng đại từ chỉ định this, that. Và chúng ta phải biết được cách để xác nhận một người nào đó hoặc tên một người nào đó là có đúng hay không. Và thứ ba đó là chúng ta phải ghi nhớ được phần đại từ nhân xưng đi với động từ to be là gì. Được chưa nào? Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau ôn bài và cô sẽ gặp lại tất cả các bạn trong bài ôn tiếp theo nhé. Goodbye.